Quyền Linh và Cát Tường xin kính chào quý vị. Rất quen thuộc, chúng ta sẽ gặp gỡ những cặp đôi kết nối họ với nhau. Và tôi và Cát Tường rất là vui khi mà chứng kiến có đám cưới rồi nè, rồi có em bé rồi nè, và những cặp đang yêu nhau rất là hạnh phúc. Hy vọng ngày hôm nay sẽ là những hình ảnh như vậy nữa. Chắc chắn là như vậy, và nếu mà hạnh phúc hơn nữa khi nào mà anh mai mối được cho em, lúc đó anh mới là hạnh phúc. Cái này giờ cũng đang làm đấy nhưng mà chưa được. Và bây giờ xin mời chúng ta sẽ theo dõi cặp đôi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Xin kính mời hạ màn xuống. Phải chặt chẽ nè. Không không, em hờ luôn mình. Đừng có để em phát hiện ra coi như là xong phim. Em không thích bạn gái mà hay cằn nhằn em đâu. Rồi xin mời bạn nam ra sân khấu. Chào bạn. Chào chị Cát Tường bên kia. Chào quý vị khán giả. Chào bạn. Mình tên là Huỳnh Anh Phát. Năm nay mình 25 tuổi và hiện tại mình là nhân viên ngân hàng. Anh Linh cho em 1 phút 30 giây để anh dựa lên chính mình đi đây không? Rồi cho em nghỉ phút 30 giây để chị Cát Tường sẽ mời bạn gái ra xem sao. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Vừa bước ra là ở dưới khán giả vỗ tay quá chừng luôn. Dạ. Biết tại sao không? Tại em xinh quá, bóc dáng như người mẫu vậy đó. Em xin chào mình. Chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào anh phía sau tấm rèm kia và tất cả các bạn. Em tên là Trần Hồng Nga. Em năm nay 25 tuổi, hiện em đang là điều dưỡng. Điều dưỡng ở đâu vậy em? Dạ em làm tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chị. Mình làm công tác ở đó lâu chưa? Dạ em làm nay hơn 4 năm rồi chị. Nhưng mà xin vậy trong khoa, trong bệnh viện không có ai để ý mình hả? Dạ cũng có, nhưng mà chắc tại không hợp hay sao đó chị. Sở thích của em là gì? Em thì em thích nấu ăn nè, em thích đọc sách, đọc truyện cổ tích nữa. Rồi thỉnh thoảng thì ngắm mưa. Hả? Tắm mưa? Ngắm mưa chị. Ngắm mưa hết hồn, tưởng đâu là tắm mưa. Tắm mưa hấp dẫn à? Này ngắm mưa Linh ơi, chứ phải tắm mưa. Ngắm mưa hả? Dạ. Bên đó bạn Nga làm điều dưỡng, bên đây là bạn Phát làm ngân hàng. Nãy giờ nghe Nga giới thiệu rồi, bây giờ bạn giới thiệu sơ sơ cho Nga biết đi. Sở thích của em là đi câu cá, cũng có một số tàn lẻ như là hát, nhảy. Rồi thôi, nhảy đi. Nhảy bên kia đâu có thấy đâu. Mình giới thiệu cái giọng hát hò của mình để bên kia ấn tượng cái đã. Cho em hát bài Riêng Một Góc Trời. Rồi. Tính Ngọc. Quá dữ. Vỗ tay. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Em dữ ha. Nhẹ vươn theo gió, gió mãi có thể xa rời trốn xưa. Tình như là ô rơi buồn trong nỗi nhớ. Chơi chơi. Ủa em có ngậm gì trong miệng không vậy? Không không, em có ngậm gì ơi chơi. Đâu, hát lại một câu coi. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Hay chứ, dễ thương là có nét. À được. Đẹp trai nha, dễ thương nha. Hỏi bạn gái có ấn tượng gì không? Trời ơi, lên ta. Có thằng nữa bên kia ơi. Dạ, ấn cũng nhiều mà tượng cũng nhiều nữa. Ủa là sao? Chưa hiểu. Tại dấu ấn gì lại cũng nhiều mà em tưởng tượng ra anh cũng nhiều nữa. Tưởng tượng ra sao? Nghe cái giọng đầu á. Chắc bậm trợn. Bậm trợn? Ủa sao vậy? Tự nhiên là bậm trợn. Ém giọng lại nhiều quá, em nghe có vẻ nó nặng nề, nó bậm trợn. Thật ra không phải vậy đâu, dễ thương dễ lắm. Dễ thương lắm á. Bây giờ mình đáp trả lại đi em, mình đâu có thua được. Anh bậm trợn về thôi, em dịu dàng, em nhỏ nhẹ chút xíu ha. Rồi. Mời em. Em đi trên cỏ non mong ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nắng lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh. Em đi qua mấy sông giữa mấy đèo, dâu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặng lội về thăm. Rồi. Hay quá. Hai người hợp đó. Người câu cá, người ngắm mưa, xong hai người hát qua hát lại, hai người coi luôn. Bây giờ thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích một người phải sạch sẽ nè, phải có công việc ổn định nè. Sạch sẽ là sao mới là sạch sẽ? Ví dụ như là không có mùi hôi trên cơ thể nè. Ủa, chịu không nổi. Kỳ vậy, ta làm mệt ra mồ hôi chứ. Không, làm mệt thì có quyền ra mồ hôi, nhưng mà mình phải có cách khắc phục là mà cái tắm rửa gì đó. Hôi. Nó không được gọi là hôi quá.
chịu nổi chị ơi. Có không? Không không, em thơm lắm anh ạ. Còn cái gì nữa không em? Em thích một người phải chân thành nè. Phải biết tôn trọng những người xung quanh của người đó. Rất là ghét những người mà nói dối. Lỡ dạy mà nói dối không tốt, nếu là thú thiệt với em, đừng có để em phát hiện ra coi như là xong phim. Trời ơi, trời ơi, trời. Cô điều dưỡng của nó chuyện quá, ghê quá. Sao? Xong phim luôn rồi đó nghe. Đáp ứng được không? Đáp ứng nhu cầu đó. Cái cuối cùng á thì em hơi hồi hộp, xúc động đại một tí. Nhưng mà những cái đầu tiên là ok, em được hết. Cái mà có cái gì mà sai trái hãy thú thật. Thú thiệt. Trải qua mối tình nào chưa? Em được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc thời sinh viên năm 3 của em. Lúc đó là em có mở tiệm tô tượng, sau đó đó là khách hàng của em. Em cua luôn. Mối tình thứ hai của em cũng là một bạn điều dưỡng. Và trùng hợp này là bạn này làm bệnh viện Nguyễn Tri Phương bây giờ. Từ từ. Có khi nào là đồng nghiệp không? Từ từ nha, khoan nha. Coi chừng nhầm là xuống liền nha. Tôi coi tả sơ coi bạn hồi đó làm sao. Bạn hồi đó mập lùng. Mập lùng mang kiếng đen. Đen. Quê Cần Thơ. Không phải vậy, vậy là không có Cần Thơ không? Không phải. Em ở thành phố, em ở Sài Phố. Vậy không lộn. Sao gặp lại người xưa kỳ lắm. Rồi không sao bên này khác. Yên tâm. Bên đây không có lùng, bên đây cao. Không, em nghe cái giọng là em biết rồi. Có tật xấu gì không? Là tật xấu của em. Cái gì mà em không thích á, là em cứ lãi nhãi em nói hoài. Chị nói gì là mình sửa hết đó rồi thôi. Giống như tí ở nhà em đi nhậu không, em nói hoài không được, em cứ đi lên đi xuống. Em mới nói chừng nào mà tí nói thôi nó tao không nhậu nữa. Vậy thôi. Tí em mà chấp nhận em chứ bạn trai nó không chấp nhận đâu. Lãi nhãi hoài nó ghét lắm. Đúng không Phát? Dạ đúng rồi chị ơi, em không thích bạn gái mà hay cằn nhằn em đâu. Bạn yêu cầu gì về người bạn đời của mình? Người bạn đời của em thì phải biết tôn trọng gia đình hai bên và tôn trọng những mối hệ của nhau. Hai là phải tự chủ và độc lập một tí. Cũng như là nếu mà làm chấp nhận hy sinh công việc của mình tí thì lùi phía sau lo cho đời sống gia đình thì ok. Tức là em bắt phụ nữ phải hy sinh cho mình? Không, hy sinh cho gia đình của chúng ta. Tại sao em không hy sinh mà bắt người phụ nữ hy sinh cho gia đình? Dĩ nhiên là em sẽ hy sinh bằng cách là làm nhiều hơn để lo cho hạnh phúc. Rồi, về hình dáng như thế nào, ngoại hình? Hình dáng thì cao ráo một tí. Thích bạn nữ mặc váy, mặt tròn tròn bầu bệnh, mà tóc đen. Ta chăm sóc bệnh nhân được, tức là ta chăm sóc gia đình được. Thấy không? Đừng có đòi hỏi nhiều quá. Vậy là được rồi, dạ. Ha, chấm rồi phải không? Bây giờ kéo màn lên gặp cái là ok liền nha. Kéo màn lên. Hai phút gặp gỡ nhau, bắt đầu. Dạ. Quà tặng Nga. Dạ, cảm ơn. Cho hỏi là Nga định lập gia đình năm bao nhiêu tuổi chưa? Nga không có hoạch định trước. Chỉ là khi nào mà thấy hợp, thấy cái khoảng thời gian đó nó thích hợp thì mình sẽ tới thôi. Chứ mình không có ấn định nhất thiết là phải tới năm như đó thì mình mới lập gia đình. Còn quan điểm tình yêu của Nga là gì? Yêu thì yêu chân thành, hết yêu thì nói thẳng, không lừa dối. Đúng rồi, Phát cũng sẽ sự thẳng thắn. Vậy còn Phát suy nghĩ thế nào về cái chuyện giữa tình yêu với lại hôn nhân? Phát... Giờ đến Phát sắp tới có Phát yêu là cưới. Có không? Có. Có hứa nha. Có hứa. Mẹ em cũng biểu vậy á. Phải không? Dạ. Bạn sẽ nói một câu gì để thuyết phục bạn Nga bấm nút? Nga có đồng ý là sau cái buổi hôm nay là cho Pháp cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn không? Đó là câu hỏi hay câu tỏ tình? Kêu ông tỏ tình, ông hỏi ngược lại người ta. Trước một bạn nữ dễ thương em hay bị đơ như vậy. Không, nhảy cái. Anh đang ngồi chứ không có đang đứng. Đứng lên nhảy cái cho nó... Đó hồi nãy không có thấy gì, thấy ra con nhảy có gì lạ chứ. Tao quay đây nè. Mày lo chết cho... Cho em xin miếng âm nhạc được không ạ? Bài Chỉ Riêng Một Quỳnh Ta của Nguyễn Hưng. Để tôi nhìn bạn gái kìa. Buổi sáng thức giấc bằng tay chỉ riêng mình ta, tính nghe tanh to với những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sau lòng tay cô đơn lạ thương. Ngày em vừa qua thôi chỉ thấy trái đã chỉ riêng mình ta. Mày đi giang lắm rồi.
không được đâu. Dễ thương. Dũng này vui nè. Vui á, tôi không như không đạp á. Lần đầu tiên luôn anh. Nga phải biểu kiến đi chứ Nga. Nhảy thì cũng được, ráng mập xíu nữa thì chắc được. Điều dưỡng về, điều dưỡng cho người ta đi. Đúng rồi, tự nhiên mình mỗi lần có bạn gái là mình mập lên, là không biết tại sao á. Chắc vọng... nhờ được chăm sóc á. Hy vọng lần này cũng vậy. Rồi, giá như mập lên chút được hả. Rồi, chúng ta hết thời gian. Chúng ta sẽ có bạch tiền đẹp. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nhìn nhau rồi, lúng la lúng liếng rồi. Bây giờ nè, nắm tay thử coi giờ có điện truyền không nè. Nó bắn lọ tên tàn này chưa? Chưa gì hết mà bắn loạn vậy. Lý do tại sao Nga chọn bạn khác? Em nghĩ tại vì cái suy nghĩ của bạn nó cũng... Mặc dù là bằng tuổi với em, nhưng mà cũng có vẻ nó chín chắn hơn chứ không giống như những người khác. Em dễ tin vào người khác. Hầu như mình đừng có ý xấu xa đâu mà. Nhỏ tuổi cũng không sao, nhưng mà cái mặt phải dài hơn em chị. Giờ trẻ nên là được. Rất là vui khi mà ở cặp đầu tiên thì Cát Tường và anh Huyền Linh đã thành công. Và bây giờ hy vọng rằng sự thành công đó sẽ lan tỏa sang cặp kế tiếp. Hả mà? Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Huyền Linh, chào các bạn khán giả. Này bạn nào cũng xinh hết trơn. Rồi mình tự giới thiệu về mình. Em Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi trẻ quá vậy. Rồi Hiếu đang công tác ở đâu? Dạ em công tác ở Bình Dương chị. Bình Dương, mình công tác về cái gì? Kế toán chị. Xin mời bạn nam. Dạ em chào Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Dạ em chào anh ạ. Bạn bên kia tên Hiếu nha. Dạ. Kế toán ở Bình Dương. Bạn tên gì? Dạ em tên Trần Thái Bình. Năm nay 29 tuổi. Thì em đang làm kỹ thuật trưởng về máy tính. Thầy chữa bệnh về máy tính hả? Dạ đúng rồi. Bạn làm lâu chưa? 8 năm nay rồi. Quê mình ở đâu? Quê em là ở Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc? Châu Đốc có đặc sản gì ngon không bạn? Có dương bắp mắm. Có khi nào bạn tặng bạn gái mắm không? Nếu bạn thích ăn mắm thì mình sẽ tặng. Tại vì mắm là có người thích, có người không thích. Không thích là tại sao không thích? Cũng giống như sầu riêng vậy đó. Khi ngửi cái mùi có người thích, có người lại nói nó hơi hôi. Hiếu có thích ăn mắm không? Dạ có nè. Đó rồi bên đây ta không có chê rồi đó. Thấy là được điểm đầu tiên thấy vô rồi đó. Hiếu mình đã có mối tình nào chưa? Dạ có khoảng 4 đến 5 mối tình rồi chị. 4 năm mối tình mà bao lâu rồi là chưa có? Dạ gần 1 năm nay em chưa có nhé. Chắc là tuổi này cũng đi tới hôn nhân là được rồi đúng không? Mình dạ cũng... Ưu điểm và khuyết điểm của bạn? Ưu điểm của em là tự tin, hòa đồng. Còn nhược điểm là em dễ tin vào người khác. Nói gì em cũng nghe hết chị. Mình phải sàng lọc chứ, cái gì cần nghe và cái gì cần không nghe chứ. Dạ. Nhưng mà lý do gì suốt một năm nay là mình không có ai đeo đuổi hả? Lý do tại sao? Dạ cũng có chị. Nhưng mà họ đến với em á là hầu như giờ vẫn có ý xấu xa rồi mà. Ý cho xấu xa là sao? Đòi hỏi quá nhiều á chị. Đòi hỏi gì? Ông nào quá đáng vậy? Đòi hỏi rồi hỏi gì? Dạ, đòi hỏi trong chuyện tình cảm á anh. Đòi hỏi gì tình cảm là đòi hỏi gì? Mắc cái phải yêu quá hả? Chưa yêu mà đã nên đi tới những cái chuyện sâu hơn rồi đó anh. Chuyện sâu là chuyện gì? Dạ rủ đi chơi xa anh ơi. Chơi xa, mắc mới không đi. Nhưng mà em chưa có yêu sao em đi được anh? Đi xa đâu đi có xa gì đâu. Người đi chơi mạnh ai chứ ở chứ mắc mới thì lo. Dạ em ngại ngủ chung anh ơi. Ai kêu rủ ngủ chung? Mấy bạn đó rủ ngủ chung. Bạn nó rủ mà không được. Dạ. Bạn nó không được. Cho nên em... Cái này không được. Cái này tôi xác định là không được. Thôi bao giờ đi chơi với người ta mà rủ ngủ chung không? Khi nào mà tình cảm nó tới một cái giới hạn nào đó thì... Tới đâu thì mới rủ ngủ chung? Phải là chín mùi rồi. Thì hai người tới với nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà khi đến với nhau thì cũng phải có trách nhiệm. Nhưng mà phải vui có rủ chứ. Thôi thiệt rồi đó, giờ có rủ ai chưa? Em không có rủ, chủ yếu là... À rủ hả? Không có phải rủ. Mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Vậy là có ngủ chung rồi. Nhìn mặt biết rồi, cười khoái rồi. Bây giờ bạn muốn tìm kiếm điều gì ở một người đàn ông? Như thế nào thì sẽ phù hợp với bạn để bạn chọn cái người đó? Dạ, phải có một cái suy nghĩ chín chắn. Phải có sự quyết đoán trong mọi việc. Bạn đưa ra cái chuẩn người như thế nào? Ví dụ như là
nhà cửa, tiền bạc, địa vị, vật chất, tuổi tác, vân vân. Nhà cửa thì hai vợ chồng nếu như mà đến với nhau rồi thì sẽ mua nhà sống với nhau cũng được, chứ không cần phải có trước. Như vậy thì mình sẽ đặt nặng cho bạn trai quá nhiều. Và em có thể là góp với bạn ấy cũng được. Bạn trai nhỏ tuổi hơn mình, bạn có ngại gì không? Nhỏ tuổi cũng không sao, nhưng mà cái mặt phải già hơn em chị. Tại vì mình thấy mình cũng già lắm rồi. Nhỏ tuổi nhưng mà bà bản lĩnh lắm á, làm cũng chức lớn à. Kỹ thuật trưởng là hồi dưới bạn có bao nhiêu người? Khoảng 4-5 người kỹ thuật. Tức là bạn quản lý 4-5 người đó. Dạ đúng rồi. Vậy cũng được chứ bộ, bản lĩnh lắm chứ bộ. Rồi quản lý 4-5 người đó nha. Bạn tìm cho mình đối tượng như thế nào? Thứ nhất là phải biết yêu thương mẹ mình. Và yêu thương mẹ bạn ha, yêu thương mẹ. Yêu thương mẹ của bạn gái đó thì mới biết yêu thương mẹ của mình. Thêm một cái nữa là cũng đừng đi chơi khuya quá, nhưng mà nếu mà có em đi á, thì muốn đi tới giờ nào cũng được hết. Trời ơi, kỳ cục vậy. Ông này khôn ghê. Bạn gái đó phải biết tự chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Khi mình yêu thương bản thân mình mới yêu thương người khác được. Mình rất chăm sóc bản thân của mình bạn ơi, rất là hoàn hảo hả? Mình thích rồi đó. Hiếu dự định là đến khi nào thì mình sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn? Dạ được làm luôn chị. Được là làm luôn. Thì bạn thích người bạn nam là có cái ngoại hình như thế nào? Dạ cao 1m7 trở lên, tròn tròn tí, khoảng 70kg, khuôn mặt dễ nhìn là được rồi chị. Sao chị nghe cái giọng bên kia nó mỏng lắm, giọng bên kia không có nặng vậy đâu. Cái gì, cái điểm nào không thích không? Dạ không thích hút thuốc chị. Có hút thuốc không? Không có đâu chị ơi. Mà đây ăn trầu. Vậy thôi. Dạ vậy thôi chị. Chào chị Cát Tường. Con trời nghe giọng mỏng mỏng mà tướng cũng nặng dữ ha. Giọng mỏng nhưng mà tướng dài. Cao cao mét nhiêu? Dạ cao đúng 1m7 chị. Hả, chừng nào cưới được? Nếu được thì trong năm sau cưới luôn. Bạn gái lớn tuổi hơn chút có vấn đề gì không? Cái đó em không có quan trọng, giờ trẻ hơn em là được. Rủa như bạn chịu mà mẹ bạn không chịu thì sao? Chuyện hôn nhân là chuyện của em quyết định. Khi mà có bạn là mẹ em đều vui hết. Chắc miễn sao hai đứa biết lo với nhau là được. Chắc vậy nha. Dạ. Thôi được, năm sau là cưới luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay mẹ có đi không? Dạ không, hôm nay chỉ có bạn thân của em ở dưới. Rồi, cho hỏi bạn thân chút nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Bạn thấy bạn nữ bên kia có hợp với bạn đây không? Em nghĩ là hợp, mình là một người đàn ông tốt. Chỉ có vấn đề là thường thì phụ nữ thích nghe nhiều hơn. Bạn ấy là thuộc mẫu người thích thể hiện qua hành động, không có thích bày tỏ tình cảm qua lời nói. Nhưng mà bạn ấy chăm sóc bạn gái rất là tốt. Cảm ơn bạn. Hiếu có đi với ai không? Dạ em đi với chị gái và ba bạn của em ạ. Chào chị. Dạ em chào chị Cát Tường và chào anh Nguyễn Linh ạ. Chị là chị sao? Chị ruột hả? Dạ, dạ. À, rồi chị ruột coi như thay mặt gia đình được luôn đó. Chị nhìn bạn Bình chị thấy sao? Dạ theo em thì em thấy bạn nam này mặc dù còn trẻ tuổi nhưng mà cũng chững chạc. Em thì em thích là người bạn nam có một cái gì đó nói chung là đặc sắc chút xíu chứ không cần là bề ngoài quá. Thấy bạn này đặc sắc không? Theo em thì em thấy là ok. Thật sự là như thế này, chị coi mặt rồi. Thêm chị của Hiếu nói nữa thì thật sự chị thấy bên kia mặc dù có nhỏ hơn tuổi không thành vấn đề. Công nhận là mặt bạn đó già hơn bạn. Nghe thêm bạn trai này nói nữa là tôi chịu rồi đó. Bạn không chịu là tôi chịu đó. Rất là man luôn. Bên kia chịu. Cái chính là chủ yếu là đàn ông không cần phải đẹp trai mà người ta có cái tiềm ẩn gì đó, nó rất là man. Mà chăm sóc bạn gái nữa là quá tuyệt. Người phụ nữ chỉ cần chăm sóc bạn gái, chỉ cần tìm một người đàn ông mà biết chăm sóc cho mình thôi. Chén màn lên ăn thua hai bạn. Nhưng mà bạn bỏ là bạn tiếc lắm á. Nghe nói trước á nha. Lâu lâu tôi mới khen, ít khi nào tôi khen lắm á. Bà Mai bên đó chịu chứ bên đây chưa chắc chịu nha. Nữa chậm nữa, tôi đang đưa lên chút xíu cái chậm nữa. Ngon lành lắm à. Để coi có được nha. Không được thôi mình dọn hàng luôn. Cái từ một phèo quá. Dạ em chào anh Nguyễn Linh ạ. Sao anh? Dễ thương quá ta. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh bên kia thật sự nãy nói như chị em nói. Dạ. Người miền Tây dễ thương lắm, chất phát thật thà lắm. Dạ em cũng thích người miền Tây à. Để coi anh có rủ đi chơi xa không. Thôi bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để cùng cảm nhận và trò chuyện với nhau. Để xem bấm nút hay là không bấm nút. Kéo màn lên. Hai phút bắt đầu. Em chào anh. Tặng em nha. Cảm ơn bạn. Em có cái gì muốn hỏi Thôi anh hỏi trước em đi. Em có thích nấu ăn không? Dạ có anh ạ. Đủ chơi, đủ chơi. Tại vì nãy bạn nói mà mới quen mà rủ đi chơi xa thì bạn không có chấp nhận được. Dạ đúng rồi. Đúng lý ra mình cũng có dự định là nếu mà tới với nhau trong hôm nay thì mình cũng đi
bạn bè mình cũng dự định là dẫn nhau chỉ đi Cần Giờ thôi chứ không đi xa, đi trong ngày. Trời ơi. Mới gặp đi Cần Giờ hả? Không, tại tụi em dự định trước luôn rồi. Nhưng mà đi tối về hay mai về? Đi tối về. Anh nói sáng đi chiều về rồi. Nên cứ cài hàng hoài. Chứ Cần Giờ cũng được. Thì đi mấy bạn lận. Dạ. Theo bạn thì quan niệm trong tình yêu của bạn thì như thế nào? Mình thì quan niệm là khi mà gặp nhau là một cái duyên rồi. Dạ. Đến với nhau nó cũng là một cái duyên số. Nên nếu mà đến với nhau được á, thì cố gắng mà gìn giữ cái hạnh phúc. Nếu có cái chuyện gì bất đồng á, thì mình phải giải quyết ngay trong ngày. Dạ, chứ rồi. Để qua ngày hôm sau thì nó cứ ấp ủ từ từ. Thì khi mà nó bùng phát ra thì lúc đó mình muốn cứu vãn cũng khó. Dạ. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Chứ bên đây dù được là em ăn nói được, năm sau là cưới. Dạ là em chuẩn bị hết rồi, mẹ cũng mong lắm rồi. Chuẩn bị sạp mắm dưới rồi ha. Hiếu muốn gì hỏi bạn trai đi Hiếu. Dạ, theo anh quan niệm như thế nào về tình yêu à? Cái đó anh mới trả lời rồi. Dạ hết rồi chị ơi. Tội rối luôn rồi kìa. Bắt chớp chớp rồi. Cảm nhận về anh ấy thế nào? Dạ em thấy rất hài lòng ạ. Rất hài lòng luôn. Dạ đúng rồi anh. Bạn chung là cũng sao? Em cũng ấn tượng rất là đẹp. Thích ăn mắm nữa. Đám cưới nó đãi mắm chắc lời sao? Bây giờ nhìn là được hết trơn rồi đúng không? Dạ. Chừng nào rủ đi chơi xa mới đi. Khoảng nửa năm chị. Gì nửa năm dữ vậy cô? Năm sau là cưới rồi. Trước đó nửa năm thì đi chơi được, nhưng cũng đừng có đi sớm quá. Đi chơi được nhưng không ngủ chung gì. Dạ đúng rồi, đi chơi gần gần thì được anh, chứ đừng có đi chơi xa quá rồi đừng có ngủ chung. Hai người nói gì mỗi người câu đi. Tình cảm lãng mạn vô. Chung quá hết mới nói gì ra. Nhìn thẳng vô mắt nhau không có điện chạy gì chưa? Nói đi. Thôi bấm nút đi anh. Rủ đây bấm, rủ anh Linh bấm làm chi? Cho mình bấm nút đi em. Trời ơi, nhìn mặt của vợ lớn quá rồi. Bấm nút đi anh ơi. Nói gì câu gì thì nói câu gì không cho ngồi hoài khỏi bấm luôn. Mình bắt đầu hẹn hò hôm nay nha em. Dạ em đồng ý hả? Trời ơi. Cô này cũng muốn chồng lắm rồi nè ông ơi. Muốn suy nghĩ gì thế vậy? Có chồng còn ok luôn hả? Dạ nó muốn lắm anh ơi. Suy nghĩ một xíu. Bấm nút đi em. Đồng ý luôn. Ok. Thôi còn gì để nói nữa đâu. Là thủ tục thôi. Cặp này tới rồi. Ai đếm? Tự đếm tự bấm đi. Đi 1 2 3. Tự chủ độc lập luôn, về tài chính về nút bấm luôn rồi đó. Hai người nắm tay không có tình cảm. Không có gì anh. Không, không đâu. Giờ không mặn. Thơm không? Thơm, thơm. Thơm anh. Hả? Cũng phê. Còn Hiếu bạn thấy sao? Dạ tay mình thấy lạnh lắm. Lạnh rung quá đó. Dạ. Mỏ có lạnh không? Cái mỏ thì ấm quá, này kỳ quá. Nói thì nói chứ cặp này dễ thương lắm á nha. Tôi mong có cái đầu heo nhớ nha. Có gì báo liền nha. Hôm nay may mắn quá anh Linh ơi, thành công mà vui quá. Hy vọng những cái điều tốt đẹp và tương lai tươi sáng đang chờ họ phía trước. Chúc cho họ thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều niềm vui. Và bây giờ thì Cát Tường và anh Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.